Hôm nay mình làm clip hướng dẫn mọi người chi tiết từng bước để có thể thay đổi thông tin cá nhân trên ứng dụng MyViettel ha. Thì mình cụ thể là mình thay đổi căn cứ công dân ha. Thì mình vô thông tin tài khoản, sau đó mình chọn cá nhân ha. Mình có thể bấm tại đây hoặc là kéo ở bên ngang á, bên trên mình kéo là thay đổi giấy tờ ha. Sau đó mình chuyển qua cái phần là chụp ảnh nha Thì trước khi chụp ảnh chúng ta phải cấp quyền ha, cấp quyền truy cập camera nha. Đây mình bấm truy cập camera cho phép này. Rồi sau đó mình sẽ chụp ảnh mặt trước của căn cứ công dân ha trước đó mình có căn cước rồi nhưng mà căn cước đó là căn cước thẻ từ ha mình mới đổi qua thẻ chip thì cái ngày cấp nó khác còn cái số vẫn như cũ thôi thì mình thay đổi lại ha rồi mình bấm chụp chụp xong đó mình chấm bấm mình dùng ảnh ha chụp rõ càng rõ càng tốt nha Bấm dùng ảnh xong rồi tiếp theo là mặt sau ha thì mọi người cứ lưu ý cứ làm đúng như mình hướng dẫn là sẽ ok thôi tại vì mình trải nghiệm thực tế luôn chứ không phải là chỉ nói miệng ha rồi mọi mình... người rõ rồi, ha chỉ rõ cái ngày luôn ha bấm dùng ảnh tiếp theo là đến chụp bệnh chân dung thì mọi người nhớ là bỏ kính ha ở đây là mình trước đó mình không đeo kính Bây giờ mình bỏ kính ra ha. rồi quay trái quay quay trái xong rồi đó là ok đó là quay có phải này ok là sau rồi quay trước chớp mắt này rồi cười này đó bốn trạng thái nha nó tự động, nó chụp thôi nha mình không cần làm gì hết tự động nó chụp thôi sau đó mình bấm đồng ý ha hoặc là chụp lại nếu mà không ưng chụp lại còn bấm đồng ý thì đi tiếp vào bước bước tiếp theo ha rồi sau đó là chúng ta chuyển qua bước hai là thông tin khách hàng thì nó hiện lại toàn bộ cái thông tin của mình nha bấm tiếp tục này hiện toàn bộ thông tin của mình như mình kiểm tra đây thì mình phải cập nhật lại cái khu phố của mình ha mấy cái địa chỉ số nhà ha nhưng mà mọi người nhớ cái phần này thì mọi người nhớ gõ đúng cái địa chỉ mà giống như trên cái cái căn cứ công dân nha cái địa chỉ trên căn cước công dân họ ghi như thế nào thì mình nhập đúng như vậy mới được nha bấm tiếp tục rồi nó hỏi mình là cái thuê bao được thay đổi ha ở đây mình có một cái phiếu yêu cầu ha thì mình xem lại thông tin ha ở trên là cái thông tin của mình rồi cái căn căn cước công dân thẻ từ trước đó ha, cái ngày cấp trước thì bây giờ mình sẽ đổi qua cái căn cước công dân mới với cái ngày cấp mới ha và cái số không thay đổi chỉ đổi thẻ từ qua thẻ chip thôi tiếp theo là ký ha mình ký trực tiếp luôn rồi mình bấm hoàn thành ha rồi đó sau đó xong rồi mình bị sau bốn bước rồi đó bước tiếp theo bấm tiếp tục ha rồi qua bước thứ 5 là xong đó bước thứ năm là chúng ta sẽ xác nhận mã OTP ha đây họ gửi lại các thông tin để mình xác nhận lại ha sau đó ok rồi thì mình bấm tiếp tục sau khi mình bấm tiếp tục thì nó hiện cái mã OTP ha Rồi sau khi cái mã OTP xong thì nó sẽ báo tin nhắn cho mình ha là đã duyệt giấy tờ luôn. Thì nói chung là mình làm rất là nhanh. Đó, hoàn tất ha. Rồi sau đó mình uh, nhận được tin nhắn luôn ha. Chứ vòng có mấy phút thôi. Là mình nhận được tin nhắn thông báo từ uh, VT Shop ha. Rồi cái 155 ha. Yêu cầu thay đổi giấy tờ của khách đã được phê duyệt thành công ha. Rồi 155 này. Việc yêu cầu nhận thông tin đã bao cứ hết được phê duyệt thành công ha, chân trọng ha có hai cái mình cũng nhắn tin TTTB gửi đến 1414 ha thì mình thấy thông tin đã hoàn toàn cập nhật ok ha. tin mới nhất luôn ha. Xin chào mọi người ha. Chúc mọi người làm việc công ha.